Hai chị Mỹ Linh xin kính chào các chị ạ. Người con gái như từng yêu sao rồi, còn một mình đi dưới mưa lúc buồn, để con rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái như từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay mong đợi, hoàn hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Thế tất cả quý vị ạ. Xin chào mọi người ạ. Dạ. Hai chị em hôm nay Thùy Mì Nết La xin kính chào đại gia đình thân thương nha. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những buổi chiều tay nắm tay ngóng đợi, hoàn hôn xuân ta kề vai nói những lời dần đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cả nhà lì xì chia sẻ nhiệt tình cho hai chị Mỹ Linh nha mọi người ơi. Dạ. Máy nó hơi bị chập chờn chút xíu, nhưng mà các chị mình cố gắng chia sẻ cho tụi em thì tương tác nó sẽ được đẩy lên rất là nhiều nha mọi người. Cảm ơn các chị mình rất là nhiều. Chị nhận được hẹn bên em rồi hả? Cảm ơn chị nha. Chiếc khăn gió ấm nè mọi người. Này chiếc khăn rằn được không ạ? Chiếc khăn rằn rất ấm. Bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em nghiến giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim em còn cao và da diết trong nỗi nhớ, dường như em nhớ về anh.
Người cho em đêm lung linh và tình sóng này biến lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của em ấm áp và anh hạnh phúc như anh nhé. Vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Chứ khăn gió mà DC chia sẻ kéo mạnh mẽ hơn cho hai chị em được không? Mặc dù mạng nó hơi vấn đề nhưng mà các anh chị mình ơi, Chia sẻ bật lại cái mạng được không ạ? Để cho Long anh chị. Bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng nôn cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hừng, để tim em còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Hình như em nhớ về anh. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và tình sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin về tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của em ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Collagen sủi là collagen tươi thôi à, chứ không có collagen nước. Collagen sủi nhà em 3 hộp là 3.300.000, tặng cho một bộ ấm trà rất là đẹp và rất là sang luôn nha. Chứ bên em không có bán collagen dạng nước nè mọi người ơi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình rực rỡ cho mấy chị em ngày hôm nay nha mọi người nha. Xin cảm ơn các anh chị. Nhớ là các anh chị nào mình mua hàng nhà em vui lòng để số nha các anh chị nha. Bao nhiêu hộp cũng được hết. Nãy giờ thấy anh kia 3 hộp mà chưa để số nha anh ơi. Anh gì ơi, anh để số được không ạ? Mua hàng không số nhà em không chốt đơn được đâu. Cảm ơn các anh chị nha. Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo liều tranh mãi siêu kia gió mãi như sương chi trên phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa tạt vào giấc mơ tôi, nước qua câu thời gian.
trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương ta về, ta về đâu? Mạng yếu không xem được, không lên được luôn hả? Hai chị em chịu luôn á. Hey, cảm ơn Bùi Nguyệt đã thấy số nha. Từ tới khung giờ này là nó bị nó lặp lại vẫn nhớ gì em thôi, tình trạng cũ rồi, mà nhà mình nó bị sẵn rồi. Theo anh em thì về, theo anh em thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Quê ta bánh đa bánh đục, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lèo tranh mãi diều, kia dáng ai nhớ sáng chi sáng mẹ. Nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa tạc vào giấc mơ. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương ta về, ta về đâu? Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương ta về, ta về đâu? Tối nay dịu dàng nhỉ, giờ hôm nay ai chàng dịu dàng cái gì ơi? Dịu dàng quá mạng, dịu dàng theo. Hello, hello tất cả quý vị, hello tất cả quý vị của chú anh chị mình. Hello duy nhất nha, cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Nhạc kỳ cục thế ạ? Em thấy mình kỳ cục á. Nhạc nó rất là hay luôn chứ có gì đâu kỳ cục. Ôi mặt nó nghe, nhạc nghe rất là hay hay luôn anh chị. Cái nhạc này là bên em tự làm đó, bên em bỏ tiền ra để mà làm đó chứ không phải là hát ở trên YouTube đâu. Ở cho nên là nhạc rất là chuẩn, tại vì nhạc này là của công ty làm chứ không phải của tụi em làm nữa mọi người. À, chia sẻ nhiệt tình rực rỡ được không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị mình rất là nhiều. Hát bài này đi. Hôm nay mặc áo dài cho nên là chơi thùy mị chút xíu à chị Yume. Ok em Yume. SOS Yến Yume rồi mọi người ơi. Ngồi rằng là ngồi tựa ý cô a man thuyền ấy, mây đêm là
sơn thủy có mây hưu, ơi à, tình là sơn thủy có hưu tình ấy mây tôi là tôi nhát trong già. Mọi người thả tim cho tụi em nhiều nhiều được không mọi người? Cảm ơn Trấn Huy, cảm ơn Thanh Thủy, cảm ơn Dương, cảm ơn Trần Khang, cảm ơn Cao Nguyễn. Thì các cái máy thì thấy đúng là tóc con gì tóc lúc nãy đang đẹp cột lên nhìn hơi ngố rồi. Tóc cũng nóng quá. Wow, đây có nhạc mới đó mọi người. Đọc qua lịch sử từ lúc khai quang xuống miền lục kinh xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khắp bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua, giang đó. Biết hết chưa? Cào rất thiệt là...
idol nào hồi xưa hát bài này đầu tiên? Tôi viết tên anh trên lá, trên hoa. Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh trên đá, trên bồi. Tôi viết tên anh gặp nhau đường đi ngang lối. Tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung. Tôi viết tên anh trên trang, trên tay. Tôi viết tên anh trong gió, trong mây. Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dài. Trải ngày nay đắp dày ngày mai, đem tự do cho người, mang niềm vui cho đời. Ai nơi biển thủy xa vắng muôn màu hoa, không hề nao núng lòng oai hùng nơi chiến trường. Tôi viết tên trăng thành khi tiên tơ ngân vào lòng thời gian màu tím. Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai. Tôi nhớ tên anh như nhớ trong ai. Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phải. Tôi chắc trong tôi và đời đều còn nhớ nhung hoài. Trải ngày nay đắp dày ngày mai, đem tự do cho người, mang niềm vui cho đời. Ơi, nơi biển thủy xa vàng muôn màu hoa, không hề nao núng lòng oai hùng nơi chiến trường. Tôi nhớ tên anh khi gió trăng thành khi tiên tơ ngân vào lòng thời gian màu tím. Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai. Tôi nhớ tên anh như nhớ trong ai. Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phải. Tôi chắc trong tôi thì đời còn nhớ nhung hoài. Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phải. Tôi chắc trong tôi còn nhớ nhung hoài. Trời, người ta yêu chị Nguyệt xuất hiện gì? Người ta yêu cầu chị Nguyệt hát quá trời, chị Nguyệt coi. Ca sĩ vô cái có khác liền lên view quá lên luôn. Thiệt chứ. Yến nó giờ cột nó giờ tám thứ tóc rồi đó. Dẹo nó giờ dữ lắm dẹo rồi. Chứ cột lên chứ anh chị nó quá trời quá nói rồi. Kiểu trời hôm nay nhìn mặt hơi bị ố về. Rất ố vàng. Cảm ơn còn mọi người rất là nhiều. Ok. Lên 2k đi các anh chị. Làm bạn không đi nào. Làm bạn nào. Vô nào. Sao em Yến dễ thương quá vậy em Yến? Dạ. Dễ thương mà hơi ngố. Lê liêu của gái tóc quắn. Xin chào tất cả mọi người ạ. Cho Minh Nguyệt kém một bài nha cả nhà mình ơi. Yêu em dài lâu đấy ạ. Mọi người ơi, chia sẻ like giúp cho ba chị em đi ạ. Cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ đưa anh đi tìm vần thơ qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đã ngước mơ mơ mình trong tay đang mưa thì thầm cho bão tố về làm chia bao.
mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, quyết muốn yêu anh dài lâu. Em muốn yêu anh dài lâu. Hey, em muốn yêu anh đậm sâu. Cho đến khi con tim ngừng đập, cho thêm thu làm một giây. Yêu anh cho đến thôi âm thời làm mật, đến khi lời chia quên lối bay. Khi ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào, nếu đây là một giấc chiêu bao. Xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu. Tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ cùng với gia đình nhà DC Beauty nha. Yêu quá các chị của em ơi. Đây, hai cô bé diễn hơi ầu gì Yến khi ghê lắm mọi người. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vẫn thơ. Qua con về lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Ngôm anh trong tay đen mưa thì thầm, cho bão tố về làm chiếm bao. Mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Em muốn yêu anh dài lâu. Em muốn yêu anh đậm sâu. Em đã thương anh từ lâu. Em muốn yêu anh dài lâu. Hey, yêu anh cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu làm một giây. Yêu anh cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào, nếu xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, nguyệt muốn yêu anh dài lâu. Xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, linh nghiến muốn yêu mọi người dài lâu. Hey, con bé nó sung quá mà nó không thể ngồi nữa mọi người ơi. Dancer, xin giới thiệu với mọi người đây là dancer Yến Linh. Trời ơi, mẹ nó chơi hẳn áo bà ba luôn mọi người. Hẳn áo bà ba rải quẩy luôn. Hay quá. Rồi, cảm ơn tất cả các chị yêu của em rất nhiều ạ. Thêm một bài nữa đi chị. Thêm bài nữa, bây giờ đi sang bên kia rồi. Đi sang bên kia hả? Dạy khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chi giữ lại đây. Tân gây xem như em chẳng may, nỗi buồn em xóa sau lớp màn mưa. Gần cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá xưa thưa. Em không muốn nghe. Yeah. Không muốn nghe. Gửi chị hai hộp số giúp em đi cho anh Trần ơi. Hai hộp để số giúp em nha. Cảm ơn Ken Nguyễn. Sweet. Nha. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm, non lá cây xuồng tóc nhỏ tấm lưng cong. Để số mọi người ơi. Người hôm qua em thấy lại đây, sao anh lại đứng lặng như một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về. Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh, tại sao yêu đến thế lại gian dối. Con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Mây mây mây. Dạy khờ thơ ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chi giữ lại đây. Thân gây xem như em chẳng may, nỗi buồn em xấu xấu lớp màn mưa. Gần cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì
gì cho nhau qua những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Hay không mọi người? Rồi nghe nhạc xong rồi mua hàng thôi. Không ai mua hàng hết trơn vậy trời. Thật sự luôn á anh chị. Mấy bên em mạng kém rồi. Em không muốn nghe nhưng mà em muốn thấy được không? Em muốn thấy anh chị mình mua hàng. Mọi người mua hàng thì mọi người để lại số điện thoại trực tiếp nha. Mọi người tăng cân một đà là 350.000 và sữa rửa mặt là 250 nha. Tại tiết bầu chết cũng là 250.000 luôn các anh chị nha. Bên em có bán xịt phục hồi gãy rụng tóc, kích thích mọc tóc, giúp cho tóc của mình mọc dày và nhanh hơn, giảm tình trạng tóc rụng và tóc sơ rối các anh chị mình ơi. Cả nhà mình đừng chần chờ gì nữa mà hãy nhanh tay để lại số điện thoại cho em nha mọi người. Chần chờ gì mà ngập ngừng. Dạ, bên em có bán collagen để mà làm đẹp da nữa nè mấy chị. Collagen viên là 790.000, còn collagen sủi là 1.100.000. Dạ, em sẽ tư vấn về hai loại collagen này cho tất cả quý vị mình cùng tham khảo ha. Collagen màu đỏ này là collagen viên chiết xuất từ dạng viên nha các anh chị. Thành phần gồm có vitamin E, vitamin làm đẹp da cũng như là hàm lượng collagen sẽ làm đẹp cho cái làn da của mình, làm chậm quá trình lão hóa da nè, giúp cho da của mình trở nên trắng sáng mịn màng và giảm nguy cơ thâm nám tàn nhang. Và hàm lượng collagen của nó rất là phù hợp với cái làn da của chúng ta nha các anh chị. Một hộp là 790.000. Và hai cái sản phẩm collagen này đang có chương trình khuyến mãi là chỉ cần các anh chị mua hai là sẽ được tặng một phần quà đi kèm đó mọi người. Quà sẽ là một hộp bình ấm trà rất là dễ thương và rất là sang luôn. Còn collagen màu hồng là collagen sủi là chiết xuất từ da cá nhập khẩu từ Pháp và hàm lượng của nó. Collagen chứa rất là cao và làm đẹp cũng giống như là collagen này. Nhưng mà nó sẽ có nhiều cái thành phần làm đẹp hơn và làm đẹp sẽ nhanh hơn nha các anh chị. Giá là 1.100.000 một hộp. Mua 2 cũng sẽ được tặng một bộ ấm bình trà luôn đó cả nhà. Sữa rửa mặt da nhờn và cho nam có xài được không? Dạ được nha. Đây. 250 anh. Nam nữ gì xài cũng được anh ơi. Và chỉ cần mua 2 sẽ được tặng 1. Xin cảm ơn Minh Hoàng là thêm số điện thoại của Minh Hoàng nhé. Mua 2 tiếp được tặng 1 miễn phí ship nha các anh chị nha. Sữa rửa mặt bên em là vừa sạch da, vừa giữ ẩm, vừa ngăn ngừa mụn. Nam nữ đều có thể sử dụng được hết. Đấy, cho nên mình mua hàng mình chỉ cần để số thôi nha. Xin cảm ơn Thương Đoàn. Hello chị Nguyễn Thanh Vân nè. Mua cái gì cũng được nhưng bắt buộc phải để đúng số điện thoại giúp em. Chống nắng như em sắp cháy hàng tới nơi rồi các anh chị. Những anh chị nào chưa mua chống nắng như em thì mình tranh thủ nha. Cháy hàng một cái là bên em ngưng, một cái là các anh chị sẽ không có hàng đâu ạ. 290.000 một tiếp, mua 2 tặng 1 cũng được miễn ship luôn. Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị mình rất là nhiều. Em cảm ơn anh một bánh tiếp. Cuốn. Bánh cuốn Lộc Thái, cảm ơn bánh cuốn Lộc Thái. Lộc Thái nơi em ở, cảm ơn ạ. Uống collagen 2 năm da mình cải thiện hẳn, phụ nữ nên sử dụng collagen. Cảm ơn cô Mộc Lan rất là nhiều. Các anh chị thấy không? Đó là phản hồi của những khách hàng bên em đó các anh chị. Sử dụng sản phẩm nhà em là chỉ có ghiền thôi mọi người ơi. Sao em hát? Lại đi. Lộn. Bà ngoại hát thì không gái mà. Đơn nhận hôn nhân, nghe anh đi không phân dân. Một lòng ta canh xuân đến bên gần hơn em chờ công khai giai bên. Tay chân em sao rung rung em không dám bước em đi vô nhà trời bà làm dâu. Thập thò rồi từ từ khoanh tay cho ba má đi anh đưa em về. Em đâu có biết gì mà nói sao và câu thiết tha. Ông bà mình không có khó thêm nhiều mây đâu, đâu, đâu chỉ cần làm đúng, 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 đúng. Giờ mây đâu năm là ai cho quà nó cây nhà nhà lọc đến tất sang. Vui sao mà vui mãi đây mình có nàng. Bao lâu nay mặn nồng em bằng lòng thì đúng thôi. Em đúng ngay đầu năm ba má mình mà nghe vui lắm tinh 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 tinh. Sao cho thêm người là thêm nụ cười hào hứng tất sang. Chẳng thêm vài cô chúc mừng còn lâu mới buồn. Em phải đưa tay hứa có yêu mình anh thôi. Biến cô ta bao xa ra mùng ba đến đôi. Nâng cả đất cây nhà nhà lộc đến tân sang. Vui sao mà vui mãi đây mình có nàng. Bao lâu nay mặn nồng em bằng lòng thì đúng thôi. Em đúng ngay đầu năm ba má mình mà nghe vui lắm tinh 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 tân. Sao cho thêm người là thêm nụ cười hào hứng tân sang. Vui sao mà vui mãi ngâu mãi buồn. Em phải đưa tay hứa coi yêu mình anh thôi. Biến của ta bao xa ra qua cái nhà nhà lộc đến tết sang. Vui sao mà vui mai này mình có chàng. Bao lâu nay mặn lòng anh bằng lòng này lốn lôi. Anh lốn lại lâu lắm ba ba mình mà nghe vui lắm tinh linh anh loan lao lo lem lười là lem lù lười ảo đến tết sang. Giang thêm vài câu chúc mừng còn lâu mới buồn. Em phải đưa tay hứa chỉ yêu mình anh thôi. Nhưng cô ta bao xa ra mùng ba nên một tăng cân em cảm ơn luôn nè.
tụi em hôm qua là lô tô, bữa nay là quẩy nữa mọi người ơi, chết rồi. Tự nhiên không khí nó ảm đạm quá. Tụi em chị mình ơi, tại vì nếu mà tụi em nghiêm túc quá thì không có view con chị, nó bị tụt view hoài à. Cho nên thôi tụi em cố gắng tụi em quẩy lên nha. Mọi người đừng có chửi tụi em nha mọi người, tại vì tụi em muốn là khuấy động chương trình của mình thôi à cô chú ơi. Exo. Rất hiếm khi thấy những cái buổi live như vậy các anh chị. Yến sợ lưng chưa, sợ hàng ngày, không sợ là quỳ gối liền. Thực sự là tụi em là muốn like nghiêm túc lắm, nhưng mà tại vì tụi em like nghiêm túc càng ngày càng bị rớt view á cô chú. Anh chị không thích. Với lại màn nó kém, nó vậy, với lại cái buổi live stream mình nó buồn quá. Thực sự là tụi em nhảy như vậy thì rất là sợ sếp la đó. Tụi em canh điện thoại coi sếp có la không nè. Nhưng mà chưa thấy nhắn tin la. Chứ nếu mà bị la là tụi em rất là sợ luôn các anh chị. Nhưng mà tại vì không khí của mình nó hơi buồn thì tụi em cũng sẽ cố gắng khuấy động chương trình. Thì mọi người mình thông cảm vui lòng bỏ qua. Tiếp tục chương trình đi ngay. Với lại hình như hầu như là các anh chị quen thuộc với hai hình ảnh hai chị em Yến Linh lúc nào cũng vui nhộn, năng động rồi. Hai chị em mà im lặng mà hay là nghiêm túc quá là cái buổi live đó thực sự nó rất là trầm luôn. Cho nên các anh chị mình hoan hỷ bảo quan nha. Hoan hỷ nha mọi người. Thực sự là lúc đầu là muốn là hôm nay là cô gái Việt mời Nam hát Bolero. Nhưng mà mạng nó kém quá, nó không lên nổi, với lại nó buồn quá mọi người. Buồn, rất là buồn, ngày hôm nay buồn quá. Cho nên là một xịt tóc em cảm ơn, như khuấy động nó mới có đơn. Rất thích Yến với Linh quẩy như vậy. Dạ, em cảm ơn. Nếu mà thích thì tụi em thích hơn. Cảm ơn các anh chị. Bây giờ tiếp tục ra khuấy động chương trình âm nhạc. Bài vui lắm nha, không có hát được ạ. Bài gì tiếp theo mọi người ơi? Một bài remix nữa nha mọi người. Tìm lại bầu trời. Bài gì đấy, ít nhưng dài lâu. Ít thôi nhưng không nhiều, vì từng chiều thường hay đứa đón. Chơi luôn đi. Lô tô đi em, dạ lô tô để chung xíu nữa. Chung xíu nữa nha. Gần cuối đi, kêu nó mệt lắm, thật sự rất là mệt, kêu cái đó rất là mệt luôn. Mai này trăng sẽ trắng, nhật ký anh lưu sao đây. Nhưng thói quen em mỗi ngày hay hơn ghen dẫn dối trên lối đi trên đường về. Khi em rất say anh ngồi đây, khi điều anh sợ nhất là mất em nơi đông người. Quen nắm tay em mất rồi, khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào. Em yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón. Đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh ơi, để yêu tôi quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì em đã hứa, hứa sẽ mãi bên anh đến khi anh còn chờ. Ít thôi nhé anh hỡi, mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nhé không nhiều, vì thương nhiều là hay nhanh hết. Ít thôi đủ, vừa đủ là được rồi, đừng nhiều quá thành quá nhiều. Ủa sao Yến thấp vậy ta? Bà Thiếm này hơi dèo cao, bà Thiếm. Mai này trang giấy trắng, nhật ký em lưu sau đây. Nhưng thói quen anh mỗi ngày ghen dân dỗi trên lối đi trên đường về. Khi anh rất say em ngồi đây, khi điều em sợ nhất là mất anh nơi đông người. Quen nắm tay anh mơ rồi, khi điều anh thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào. Em yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón. Đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi, đã yêu tôi quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi, mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nghe không nhiều, về từng chiều thường hãy đỡ đón. Đón anh đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỡi, để yêu thương quên.
màu. Thế thôi nhé, không cần nhiều thật nhiều vì em đã hứa, hứa sẽ mãi bên anh đến khi anh còn chờ. Thế thôi nhé, anh hỡi mãi biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Ngồi mà cũng té. Chán ghê, biết nhỏ lòng mà nâng ghế cao hết sức, hết sức với chân có tới đâu. Sợ buồn dễ sợ, giờ không biết ngồi sao đây nè người. Không lẽ giờ ngồi đánh đu vậy trời. Dạ, yeah, cảm ơn tất cả quý vị ạ. À, cảm ơn anh chị. Các chị ơi, mình nhớ mua hàng có để lên số điện thoại bên dưới giúp hai chị em nha các chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cao quá. Sao cái chân nó đánh đu vậy ta? Liêu liêu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn các chị ơi. Ai có nhu cầu tư vấn về sản phẩm nhà em thì mọi người cứ để số điện thoại nha mọi người. Hú đại ca Linh và không dám đâu. Không dám mọi người ơi. Em đừng có dám làm đại ca ai đâu mọi người. Thì mày chút xíu đi mặc áo dài. Tại vì nó đánh đu. Comment che hết mặt dạ. Nằm bọc. Có vuốt mặt. Vuốt mặt mắc cười. Nhìn nó vuốt mặt mắc cười. Nhìn nó vuốt mặt mắc cười. Rồi. Chưa luôn má ơi. Rồi. Rồi. Dạ. À, sữa rửa mặt là 250 nha mọi người nha. Sữa rửa mặt là 250.000. Còn tẩy tế bào chết cũng là 250.000. Và hai sản phẩm này các anh chị mua hai đều sẽ được tặng một á mọi người. Hai sản phẩm này các anh chị mua hai đều sẽ được tặng một nha. À, xịt mọc tóc nha em giá là 680, xịt phục hồi gãy rụng tóc, kích thích mọc tóc nè các anh chị. Kích thích mọc tóc giúp tóc của mình mọc dày và nhanh hơn, giảm tình trạng tóc rụng, tóc sơ rối nha các anh chị ơi. Yến Linh là cây hài á. Dạ. Cảm ơn các anh chị. Nhớ là mua hàng cứ để số điện thoại bên dưới. Chống nắng nha em, 290.000 sắp hết hàng. Mua hàng để số điện thoại giúp em. Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết 250.000 một tiếp, mua 2 tặng 1 miễn ship luôn, nam nữ đều có thể sử dụng được hết nha các anh chị. Tẩy tế bào chết là 250, kem chống nắng là 290 nha. Ai có nhu cầu tư vấn có kem dưỡng trắng da, có kem dưỡng trắng da body và dưỡng trắng da toàn thân, hello Thái Phát nha. Dạ, body dưỡng trắng da toàn thân đều có nha anh chị. Mọi người mua hàng thì mọi người cứ để số cho em nha. Mua cái gì cũng được nhưng mà các chị nhất định phải để lại số cho hai hợp tăng cân. Cảm ơn Hồ Thắm giảm mình 100.000 nha. Tối qua con gái của cô đố cô, cái gì mà càng sạch lại càng đen? Cái gì càng sạch càng đen ý? Cái gì mà càng sạch lại càng đen hả? Cái gì mà càng sạch lại càng đen? Gì vậy anh chị? Càng sạch lại càng đen. Con mắt hả? Phải không? Trên cơ thể người hả? Chắc là bây giờ ra câu đố cho các chị. Ai đố chúng nữa. Hát tặng bài hát luôn. Cái gì càng sạch càng đen trời? Bị lú. Một đào tiểu đường và tiểu đường không sử dụng nha các anh chị. Dạ, à, tiểu đường là chúng ta không sử dụng nha mọi người nha. Ai chữ mà ngứa lỗ tai quá nè. Chuẩn bị bị chữ gì ngứa lỗ tai không chết. Ai cần tư vấn gì thì mọi người cứ để số nha mọi người. Tìm lại bầu trời. Cái bảng đen. Cái bảng. Rồi xong. Úc An là đúng trước nè. Chị Mai Mai là đúng nhì nè. Ừ cái bảng. Rồi ông này nó bậy cũng vlog ông luôn. Lóc ông. Ông này nó bậy quá. Cái bảng càng một sạch điểm đen. về chỗ. Càng, cái gì càng đen lại càng sạch. Chà, càng mình chưa sạch á, mùi chưa sạch thì đến cái bảng nó có phải đen. Không có một lan cái bảng đen hả? Có một lan cái bảng nó đã màu đen rồi, khi mình viết lên mình chùi sạch thì đó sẽ về màu đen đó. Mình phải càng không? Chùi sạch cái bảng thì là nó sẽ hiện cái bảng màu đen lên. Wow, hay vậy. Ừ, giống như cuộc thi mà càng thắng thì càng thua đó. Càng thắng càng thua là cái gì? Nói gì vậy trời? Cuộc thi nào mà càng thắng thì càng thua, càng thắng thì lại càng thua. Cuộc thi gì? Cuộc thi gì các anh chị? Đố các anh chị á. Tới giờ đố anh chị. Các anh chị giải nghe, giờ em bán hàng tiếp đây. Sao chị mua chống nắng không thấy gọi em, chị để đúng số không chị Nguyễn Hình? Chị để đúng số là sẽ gọi chị đẹp. Chứ thường thường mà nếu mà để đúng số là nhà bên em là gọi điện cho các anh chị. Nãy An cái gì An đúng nè. Đuôi xe đạp đúng rồi, chính xác luôn. Các anh chị giỏi ghê, sao em ngu vậy ta? Em bị ngu mấy cái câu đố lắm. Ít thôi nhé, hát tặng chị Bí thôi nhé, không nhiều, mới hát xong á. Mới hát xong chị đẹp. Tôi bất cười không nổi đúng không? Lê không?
cái gì càng thắng là càng thua. Xe đạp đó mà em thắng lại thì em thua rồi. Tăng cân là 350 nha mọi người, coi Zalo. Zalo. Sữa rửa mặt là 250, tại tế bào chết là 250. Mọi người biết em tụi em coi Zalo để làm gì không? Để coi sếp có nhắn không? Sếp nhắn là quýu đó. Đuôi xe đạp. Yến cười giòn quá, già tại vui á. Em đố anh chị. Dạ đố. Đố đố với anh chị mua hàng vẫn mua nha. Nhớ cái câu đố đó quên nó tầm bậy là nó ra bậy bậy liền. Từ từ để nhớ kỹ. Cái gì càng nhanh là càng chậm? Cái gì vậy? Cái gì càng nhanh là càng chậm? Không biết à. Cái gì càng kéo là càng ngắn? Cái gì trời? Cái gì càng kéo là càng ngắn? Cảm ơn Nguyễn Huỳnh ạ. Càng kéo là càng ngắn. Cái sợi dây hả? Dây em kéo đi cho ngắn. Sợi dây á, mình kéo co, mình càng kéo nhau lại thì càng gần nhau á hả? Nó gần nhau chứ nó cũng đâu có bị mất đâu. Nó vẫn là một sợi dây dài mà. Cái đồng hồ hả? Đồng hồ em kéo sao? Em vặn hả? À, đi thuốc lá hả? Đúng rồi, đi thuốc lá. Ồ, chị Quế đồng minh vậy. Càng kéo một hơi thì nó càng ngắn này đúng ghê không? Ta, ghê ta, trời, trời. Ghê trời. Trời, một bụng. Một bụng câu đố nè. Dữ thiệt. Ai mua gì mọi người để sống mọi người ơi. Rồi tới giờ tới chương trình hết kêu lô tô mình tới chương trình đố. Càng cao này càng thấp. Đố Yến mà... tại sao Linh xinh thế nè. Trời ơi, đố này đố bình thường, đố dễ quá. Đố dễ quá. Ai cũng muốn câu trả lời thì mình chỉ cần sử dụng sản phẩm nhà em thôi là có câu trả lời liền. Nét nùa. Đấy, Yến trả lời rất là thông minh. Mới điểm. Thông minh quá. Rất thông minh. Rất thông minh, nét nùa. Đập bay filter luôn cái trời. Khó đâu. Cảm ơn các anh chị. Em nhìn chị giúp mặt nãy mắc cười. Cô Hoàng với đại số nha các anh chị nhé. Cái gì trời ơi ghê. Ôi cái này bậy quá, phát trần ấy ghê quá. Hello everybody. Cái gì càng to lại càng nhỏ? Tới nữa rồi. Càng to càng nhỏ thì con cua thôi chứ là cái gì. À, con trời, cua càng to càng trời. Nhỏ. Ông Yến vào đét. Trời ơi. Đó, cua Linh sắp thúi rồi. Em nghĩ gì đâu không? Chết rồi. Yến nghĩ. Linh nghĩ to nhỏ là. Chết rồi Linh ơi. Cái đầu đen mày. Chết rồi Linh ơi. Dạ. Đố các anh chị mình mua đi mua hàng để số điện thoại. Đố các anh chị làm đẹp được như tụi em á. Làm đẹp thì mình phải thì, sử dụng sản phẩm như em thì mới có câu trả lời được nha các anh chị nha. Ai mua hàng thì mọi người để số điện thoại nha mọi người ơi. Body dưỡng trắng da toàn thân là 480. Gọi chốt giùm chị xài hết chống nắng rồi. Dạ, ngày mai bên em gọi nha chị. Giờ này bên em không có gọi kịp á. Trời chị yêu. Thường thường nếu mà chị thấy được cái chống nắng của chị nó sắp hết, chị mua liền. Đừng có để cho nó cạn kiệt hết rồi chị mới bắt đầu mua. Thì bên em ship mấy ngày nữa nó mới tới. Đó, trong vòng mấy ngày đó là mình không có kem chống nắng bảo vệ da mặt của mình là nó rất là bị ảnh hưởng luôn. Anh bị hói. Cái câu này nó hay. Rồi, bà bài. Em nói ra sợ các chị nghĩ bậy thôi mà. Ai có nhu cầu mua hàng cho mọi người để số mọi người ơi. Cái gì Yến Dung ơi? Đố Linh cái gì? Yến nó bậy mà, Yến nó bậy mọi người. Có bậy đâu. Yến nó bậy. Đâu có bậy đâu. Tính đang đố cái này. Cái gì càng nặng thì càng nhẹ nữa kìa. Càng nặng gì? Cái gì càng nặng thì càng nhẹ hả? Đúng, Linh biết số điện thoại của chị là bao nhiêu. Chưa thấy chị để số nè, phải không? Chưa thấy số luôn rồi. Nói cho tôi nghe với. Càng to thì càng bé. Càng to càng bé thì là cả con cua rồi hôm nãy rồi. Cái gì cần nhấp thì cần giật. Cái gì trời. Cái gì cần nhấp thì cần giật. Cái thắng hả? Thắng đâu. Chứ cái gì. Yến nó bậy. Bậy đâu. Yến nó bậy. Bậy đâu bậy. Collagen uống một liệu trình bao lâu em? Và collagen một liệu trình collagen viên sẽ là trong vòng 2 tháng. Collagen 3 tháng. Collagen sủi sẽ là 2 tháng. Mình muốn xài collagen nào nè?
Yến nói vậy. Vậy đó vậy. Tự nhiên nói đang đố mà vậy. Chú Yến nói vậy à. Đang đố cái gì cần nhấp thì cần giật thôi, có gì đâu mà vừa. Thì em nhấp nhiều thì em giật. Cần câu đúng rồi, giỏi. Thật là giỏi, câu cá đó. Cần nhấp thì mình cần giật lên. Wow. Trời ơi. Bởi con bé này nó thật là đen tối. Nói cái là nó bắt đầu rồi đó. Hay. Ủa các anh chị biết hay ha. Ấy, nhiều người biết đấy à. Mình bị ngu chết bà. Cảm ơn các anh chị nha. Lạnh quá. Chút. Thôi để em xóa trước cho. Cảm ơn Khánh Ngân nè. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị mua hàng cứ để số đi, để số giúp em là được nha các anh chị nha. Cảm ơn anh An. Vẫn không ai tư vấn. Mà đố cái là cánh chị hững ứng luôn như lắm. Hôm nay mọi người mình nằm sao nhờ. Một nghìn câu đố đặt ra đúng rồi. Hôm nay mọi người mình nằm sao. Một ngàn câu hỏi vì sao. Cánh chị mình cần được tư vấn gì cứ bình luận không thôi. Mình cứ để thận số điện thoại bên dưới cho hai chị em Yến Linh nha cánh chị nha. Bên em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho cánh chị. Gì chị Bảy. Có ai cần tư vấn gì không cô chú ơi? Ôi giời, các anh chị nín tinh thế. Vậy có biết khi đang mưa, có biết một người đang bắt đứng không mua thì giỡn tụi em tin đâu không thì kiểu tin cái gì vậy? Ôi giời ơi. À, cái gì càng đụng thì càng to, càng đụng thì càng to. Càng đụng thì càng to. Càng đụng thì càng to là cái gì ta? Chắc là con ẩn ương quá, đụng như nó to thôi chứ sao. Ẩn ương chứ ghê. Con gì ghê lắm. Yến quá, càng đụng với Yến càng quýnh em ấy, càng sùng máu không? Càng phùng má lên á. Phùng má thôi chứ. Collagen uống liên tục hay là nghỉ một thời gian uống lại? Vậy chị cứ uống hết một liều trình đi, là chị dừng và sau đó là chị uống lại được nha chị. Yêu từ hư vô, không biết luôn. Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô. Có ai cần tư vấn không mọi người không thì tụi em xuống like nha mọi người nha. Lạnh. Hôm nay view nó hơi bị chán, cái mạng nó cũng kém quá cho nên là chắc là tụi em sẽ xin phép các anh chị mình tụi em sẽ xuống like. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào buổi live tiếp theo. Tụi em sẽ cố gắng phục vụ cho các anh chị mình nha mọi người nha. Dạ, chào vâng, cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ xin gửi lời chào đến cô chú anh chị. Và chút xíu mọi người đón xem live stream bên Duy Trinh. Có sự xuất hiện của chị Minh Nguyệt, nè chị Lệ và sếp Duy Trinh nha mọi người nha. Bye bye mọi người.